Lúc trước và bây giờ. Kế hoạch của ông Tăng tôi soạn xong rồi nè. Còn nữa Anita, lần trước mượn kem dưỡng da tay, cô không cần trả nữa tặng cô đó. Cảm ơn nhiều nha chị Mary. Không cần khách sáo. Nè nè nè, cô chỉ là tạm thời bị điều qua bộ thời trang nữ, sao có dễ như, sẽ không có về vậy. Thì tôi đâu biết bị điều chức sẽ bị điều bao lâu. Để bàn giao lại công việc mất công, mấy người nói không có tôi sẽ không ứng phó được. Không ngờ là đại thiếu thư lại thích cái kế hoạch đó như vậy. Trước đó thì điều chủ quản bộ phận, bây giờ thì tới lượt điều tay phó đó, đi các bộ phận khác để huấn luyện. Không biết sau này ngay cả mấy nhân viên như chúng ta có bị điều chức không? Tốt nhất là điều tôi qua bộ phận bảo an. Nếu trực ca đêm thì tôi có thể đi ngủ. Chị Mary. Hai chị Becca. Tới rồi. Đang bàn giao công việc sao? Đúng vậy đó. Sau này cô ngồi vị trí của tôi, có cần giúp cô giới thiệu không? Thuyền thần với mọi người như vậy, có gì không hiểu hỏi họ là được rồi. Rebecca, cô may mắn lắm. Điều bộ phận tới tầm bảo đồ của chúng tôi, ai cô cũng quen biết, chắc chắn sẽ chiếu cố chị cô. Mary thì tội nghiệp hơn. Chủ quản bộ thời trang nữ vừa mới từ chức lên làm thiếu phu nhân. Thì ra cô qua đó không phải làm phó mà là chủ quản hả? Bây giờ bên đó loạn lắm đó. Quỷ à, con giải quyết được sao? Ê, do mấy người vô trễ thôi. Thật ra đại tiểu thư sắp xếp như vậy chính là có lòng tin đối với chị Mary đó. Là tại vì tôi cũng từng làm qua bộ phận thời trang nữ. Trước đó cô không phải làm tiếp thị thị trường sao? Ở cái năm của tôi, bộ phận đầu tiên vào làm của toàn bộ nhân viên nữ đều là bộ phận thời trang nữ. Tại vì bộ phận thời trang nữ là bộ phận tiền tuyến của Bách Hóa Quy Long. Mỗi ngày không những phải ứng phó một lượng lớn khách hàng, còn có vô số kể những tình huống bất ngờ. Ở bộ thời trang nữ học việc một năm còn tốt hơn ngồi 10 năm ở các bộ phận khác. Khó trách sao có nhiều nữ nhân viên cấp cao đi xuất thân từ bộ thời trang. Bởi mới nói, bộ thời trang nữ là học đường của nhân viên nữ, là cái nôi của nữ nhân viên cao cấp. Rebecca, năm của chị Mary là mấy năm trước vậy? Sao tôi biết, cô hỏi tôi cái gì tôi cũng không biết hết đó. Hả? Cô không biết hả? Sổ sách nhân viên Quy Long trang thứ hôm nhất. Hôm nay không cố gắng làm việc, ngày mai cố gắng đi tìm việc. Còn ở đó nói trẻ trung, lúc tôi vào làm nhân viên mới đã gọi cô là sư tỷ rồi. Sớm hơn cô một chút thôi sư muội. Lúc đó nghiêm khắc thật, cô phải học thuộc khẩu hiệu sao? Đâu chỉ có câu khẩu hiệu này, cái cuốn quy định nhân viên đó màu hồng hả? Bên trong còn có 7 điều lệ lớn, 8 điều quy tắc phải tuân thủ. Mỗi ngày đi làm chúng tôi phải trả bài một lần cho chủ quản nghe. Quý à, giờ con có kinh nghiệm như vậy, quản lý nguyên bộ phận thời trang đối với con cũng chỉ là chuyện nhỏ ha. Một chút khó khăn cũng không có, con dùng sức của ngón tay út cũng có thể giải quyết được. Con xem như đi nghỉ mát thôi. Chị Mary chào buổi sáng. Còn 5 phút nữa là mở cửa. Mọi người chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong hết rồi. Vậy mấy cái chuộng bánh mì ở khóe miệng cô rơi ra là chuyện gì đây? Khuôn mặt lượm thượm không đạt. Cái áo mannequin đang mặc bên trong là ai phụ trách ủi? Là tôi. Cái áo mặc ở bên trong vốn dĩ đâu nhìn thấy được. Cô đó làm việc cẩu thả qua loa cho xong không đạt. Sao dưới đất có một vũng nước vậy hả? Cái bảng cẩn thận sàn trên là do ai phụ trách để? Cô bất cẩn sơ suất không chút lanh lẹ. Không đạt. Cô còn không nhanh lấy cái bảng để ở đó. Mấy cô đi làm lúc 9:30, chúng ta 10 giờ mới mở cửa. Có tới nửa tiếng thời gian, tại sao làm việc vẫn khinh suất bất cẩn như vậy? Thì giúp tôi 9:30 lên đây từ từ thay đồ, ăn bữa sáng, sau đó đi vệ sinh, ra đây chỉ còn có 5 phút thôi mà. Sổ tay nhân viên đã viết rất rõ, nhân viên Bách Hóa trước nửa tiếng khi mở cửa phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi, không phải bây giờ mới chuẩn bị. Thì ba người chúng tôi hợp tác phân công, 5 phút cái gì cũng làm xong hết. Bây giờ như vậy gọi là làm xong hay sao? Nhưng chủ quản lúc trước cũng cho phép làm vậy mà. Bây giờ ai là chủ quản của cô? Tôi nói không cho phép. Mai sáng 9:30, tôi muốn mọi người thay xong hết đồng phục ngăn nắp chỉnh tề đứng ở đây cho tôi. Dạ. Yeah. Các người có học thuộc sổ tay nhân viên Quy Long hay không vậy hả? Làm việc khinh suất bất cẩn. Có nhớ cái gì là 7 điều lệ lớn, 8 điều quy tắc tuân thủ không? Vậy câu vàng trong sổ tay nhân viên trang đầu tiên là gì? Sổ tay nhân viên tức là câu vàng câu thứ nhất là hôm nay không cố gắng làm việc, ngày mai cố gắng đi tìm việc. Khó trách ai nấy đều ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy, đâu có ai đụng tới cuốn sổ tay nhân viên đâu. Sắp tới giờ mở cửa, cậu không mau nhanh tay lấy bàn ủi ra ủi lại cái áo đi. Dạ. Lại chuyện gì nữa? Hình như tôi để quên chìa khóa nhà kho ở nhà rồi. Anh Hào cho tôi ly nước đá, tôi muốn nhanh. Ok. Nhanh lên.
Chị Mary, cô uống nhiều nước đá quá hại cổ họng lắm đó. Tôi phải hạ quả đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây, nước đá tới rồi đây. Cảm ơn. Cô nhìn mặt cổ đi, chắc chắn bị mấy nhân viên trẻ tuổi áo bộ thời trang nữ chọc giận rồi. Mọi người đều nói cái đám 9X này. Cái này không xong, cái kia không xong. Mấy ngày nay chính mắt tôi đã thấy rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Alo. Alo, alo. Gọi điện quấy rối sao? Alo. Alo. Cô có bị bệnh không? Tự nhiên sao lại đi chửi bậy trong điện thoại vậy hả? Gì chứ, tôi alo mấy tiếng rồi cũng không trả lời. Khẳng định là gọi điện quấy rối rồi. Đối với loại người này đâu cần khách sáo, chửi vài ba câu sẽ không dám gọi tới nữa. Nói không chừng là do khách hàng gọi tới, người ta chỉ là tín hiệu yếu thì sao? Cô la mắng trước mặt khách như vậy, lỡ làm mất khách hàng thì phải làm sao? Vậy sao? Thì tôi xin lỗi. Hả? Vậy cũng được sao? Nếu như là đại tiểu thư gọi tới, cô ta chết hết 10 kiếp luôn á. Còn chửi bậy ở chỗ buôn bán nữa, để cho khách khác nghe được họ nhất định khiếu nại á. Bọn họ đã làm được như vậy thì sợ cái gì chứ? Cô biết không, tôi đang giáo huấn cô ta. Cô ta cơ đó phản biện, cô nói tức chết không. Trời ơi, cô đừng vì một con sâu làm rầu nồi canh. Một đứa 9X không được, còn có hàng ngàn hàng vạn đứa 9X mà. Trước đó tôi thấy Enya cũng tốt, cũng thông minh mà, đúng không? Chính vì cô ta quá thông minh. Đứa nào vậy? Hùng Nhược Thủy, sếp của cô đây. Chị Mary, đưa tay ra đây. Tôi mới vừa đi vệ sinh xong, vẫn chưa rửa tay. Đưa ra đây. Mới sơn hả? Không có. Tại sao đau bụng không sức dầu lại đi sơn móng tay vậy? Thì tôi đau bụng thôi, đôi tay đâu bị gì. Đương nhiên tôi có thể vừa sơn móng vừa đi vệ sinh mà. Hai chuyện này giống như không đụng chạm. Vậy cũng được sao? Trời, bụng của tôi lại đau rồi. Không nói nữa đâu chị Mary, ngại quá, bye bye. Trời ơi, nghe như vậy đúng thật không ổn nha. Còn một nhân viên tiếp thị nữa mà. Con nhỏ Kemi đó còn ác hơn nữa. Chị Mary, bọn tôi về trước đây. Các cô tan ca hả? Nhà kho sắp xếp xong rồi sao? Hả? Ngày mai về hàng mới mà. Xin lỗi nha, tối nay tôi phải lên lớp sở thích, không thể tăng ca được. Ngày thứ tư luôn là ngày nhập hàng. Cô chọn ngày này để lên lớp sở thích hay sao hả? Trùng hợp thôi. Thật ra tôi cũng đã mua vé đi xem nhạc hội rồi. Tôi cũng có hẹn với người ta đi ăn cơm. Tất cả mấy người không cần sắp xếp kho, vậy ngày mai không có chỗ để hàng mới rồi. Tôi hả? Một mình tôi làm sao sắp xếp cái kho lớn như vậy? Cuối cùng thì sao hả? Tôi một mình sắp xếp kho làm tới 12 giờ luôn đó. Nếu là lúc trước ba nhỏ này bị đuổi việc rồi đó. Là họ may mắn thôi. Mấy năm nay tỷ lệ từ chức của nhân viên tiếp thị ở bộ phận thời trang nữ quá cao. Cấp trên hạ lệnh chúng ta phải bảo vệ cây non, cố gắng giữ lại người mới đó. Nếu như không phải như vậy tôi đã sớm đuổi họ từ lâu rồi. Nhưng cái kế hoạch mới này không biết chừng nào mới kết thúc nữa. Tôi nghĩ cô còn phải đối mặt với mấy nhỏ đó dài dài. Tôi đã nghĩ đó. Ra cách rồi. Sổ tay nhân viên. Không ai dạy họ hết. Được thôi, ngày mai tôi sẽ đưa họ mỗi người một cuốn, kêu họ học thuộc hết cuốn này từ trên tinh thần. Thay đổi họ, khiến họ lột xác một cách ngoạn mục, trở thành một nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp. Sổ tay nhân viên. Sổ tay nhân viên Quy Long là ngọn đèn của nhân viên tiếp thị, là cục đá dưới chân để bước đến thành công. Tôi biết mấy cô không có, nên tôi cố tình đến bộ phận nhân sự lấy cho mỗi người một cuốn. Cảm ơn chị Mary. Về tới nhà ngoan ngoãn học thuộc nó, ngày mai tôi sẽ hỏi bài đó nha. Đâu phải là đi học. Cô có vấn đề gì hả? Không có. Tốt nhất là không có vấn đề gì. Tan ca thôi, ngày mai nhớ đúng giờ đó. Bà Tám này biến thái thật. Kêu tụi mình học thuộc sổ tay nhân viên, ngay cả mật mã nhà tôi cũng chưa chắc nhớ được nữa. Quên lấy cuốn sổ sách rồi. Cũng là chủ quản lúc trước tốt. Đương nhiên rồi, chủ quản lúc trước có bạn trai mà có người yêu tâm lý ổn định. Cái bà Hùng Nhược Thủy này nhìn mặt bà cũng biết sắp 40 rồi. Tôi lộn không vậy? Tôi làm gì giống 40 chứ? Bây giờ vẫn còn độc thân. Sợ nhất chính là phải theo cái loại bà cô già này. Bà giống như đã cưới công ty, tưởng có tài sản để chia chắc. Hôm nay bà cậu bắt tôi đổi giờ lớp sở thích giờ trễ chút nữa. Nó là tiện cho tăng ca, thần kinh mà. Bà không có đời sống mà tôi có. Mary, cô gõ nhiều trứng như vậy sao ăn cho hết? Tôi sinh ra cao như vậy thì nói tôi già đúng là quá đáng. Bọn con gái trẻ tụm lại với nhau thì chắc chắn nói chuyện thị phi của người lớn rồi. Nghĩ lại hồi đó tụi mình cũng vậy mà. Nghĩ cái gì mà hồi đó? Nói tới làm như tụi mình già lắm vậy. Mấy đứa 9X so với tụi mình đương nhiên già hơn rồi. Cô nhìn thoáng một chút đi, lúc tụi mình làm nhỏ,
Không phải cũng lười nhác mà bị cấp trên mắng sao? Bọn họ cũng đi con đường cũ của tụi mình thôi mà. Làm gì bị mắng qua chứ? Bộ cô quên nốt rồi lớn rồi à? Chị Linh, nốt rồi lớn. Tại sao lúc nãy khách hàng lục tung quần áo không qua lập tức xếp vậy? Tụi tôi không phải là không xếp, chỉ là không muốn đuổi theo khách để xếp mà thôi. Khách bọn họ thì lại muốn có không gian. Ừ, dạ phải. Nếu khách hàng xem xong mỗi một cái, chúng ta lập tức xếp lại đó. Bọn họ xem không được thoải mái sẽ không muốn mua nữa. Diện cớ, lừa thì nói lừa đi. Sổ tài nhân viên Quy Long đâu? Để đâu rồi? Ừ, dạ, dạ, dạ. Tôi cũng phải muốn hai người để vào tủ đồ. Tôi là muốn hai người phải nhớ rõ từng chữ ở bên trong. Nói, điều thứ bảy của điều lệ tuân thủ nhân viên Quy Long là gì? Chúng ta phải tôn trọng hàng hóa. Khách hàng mới tôn trọng chúng ta. Các cô không xếp lại hàng hóa, sao có được sự tôn trọng đi chứ? Biết chưa? Dạ biết. Hơi, ra ngoài làm việc đi, nhanh lên. Mấy ngày sau phải tăng ca nữa đâu. Chị Linh. Tôi xin lỗi, mai tối tôi có chút chuyện phải làm, không tăng ca được. Đám cưới hay đám ma vậy? Cô ấy phải đi xem nhạc hội của Ren, cô phải xếp hàng suốt đêm mới mua được vé. Rốt cuộc xem nhạc hội quan trọng hay là việc làm quan trọng hơn đây? Việc làm quan trọng hơn. Tức là mọi chuyện như cũ. Đừng để tôi phát hiện hai người ngày mai tới trễ về sớm nha. Cái bà nút rùi lớn chết tiệt, đúng là biến thái. Biết rõ người ta muốn xem nhạc hội, không cho người ta tăng ca đúng giờ nữa. Rõ ràng bà không có tiết mục cho nên ép chúng ta ở lại công ty tăng ca với bà. Mấy bà cô già không có đối tượng đúng là tâm lý biến thái mà. Nhìn thấy tụi mình trẻ trung xinh đẹp vậy thì trút giận lên tụi mình. Bà còn bắt chúng ta học thuộc cuốn sổ tay nhân viên chết người này nữa. Nói cái gì phải làm theo quy tắc. Làm người như khúc gỗ vậy, bất kỳ sự việc mới mẻ nào cũng đều không thể tiếp nhận. Nếu cho tôi lên làm chủ quản, tôi nhất định sẽ không giống bà ta đâu. Hùng như thủy tôi nói đó. Wow, chuyện xưa như trái đất rồi. Cô không nói tôi quả thực không nhớ. Lúc đó cô còn nói sau khi làm chủ quản sẽ không giống như cô ta vậy. Nhưng bây giờ cô lại... Tôi bây giờ đâu có như cô ta. Những việc cô làm đối với cấp dưới có khác gì mấy việc mà lúc rồi lớn làm với chúng ta đâu. Rồi, xong. Anh có ý bới hơn. Lạp dịch. Lạp dịch kia. Hiện đại quá đi. Sao mà giống chị ba chứ? Giống tượng quá thật vậy. Cái gì cũng không chịu thử. Nói tôi hả? Mở nắp ra cho chị. Các người có bệnh không vậy? Ai ăn lẩu mà lại đi cho khoai tây vào? Thử cái mới thôi mà gì? Ba, ăn lẩu sao lại bỏ lạp dịch vào? Đích thực là không. Cho nên ba mới muốn thử. Ba là người dẫn đầu đó. Tôi ăn lẩu hết 20 mấy năm, chưa từng thấy qua ai ăn lẩu như vậy hết. Mọi người có thể tôn trọng lẩu cay một chút không? Có thể cho vào mấy món ăn bình thường được, có làm bừa được hay không vậy hả? Thủy à, con đừng ngại khi mà chú có gì luôn nói thẳng. Con người của con có khi còn quê mùa hơn cả chú nữa. Con quê mùa? Là mấy người không biết ăn thì có. David, cô là người phàm ăn, cô nói đi. Ăn lẩu có phải là nên ăn với thịt bò hay không? Đích thực thịt bò rất ngon. Nhưng ăn đồ là phải vui mà. Chúng ta không nên có giới hạn làm gì. Không sai baby. Tính cách của Thủy đúng là cứng nhắc thiệt đó. Gì vậy? Con cảm thấy nếu như dì không phải đã từng tiếp nhận những giới hạn kinh nghiệm hà khắc như vậy, con người dì thật ra cũng có thể mới mẻ lắm đó dì. Tôi cứng nhắc, tôi không có sáng kiến. Cáo đỏ, em nói đi. Chị đúng là có chút cứng nhắc thiệt. Ví dụ như em làm thêm ở tầm bảo đồ đi, rõ ràng mấy hồ sơ của em đã ở nội bộ xem rồi. Chị thì nhất quyết phải cách thức khác. Phải rồi, bữa trước em muốn mượn xài một hồ sơ, chị nhất quyết bắt em phải theo quy tắc ký tờ đơn mượn mới cho em xài. Ở tầm bảo đồ đó hả? Con không những làm theo quy tắc của công ty mà chúng ta còn phải làm y như con vậy. Sao càng nghe càng cảm thấy mình giống nút ruồi lớn quá vậy? Cái gì cũng phải làm theo quy tắc của công ty. Làm người cứng nhắc quá vậy. Bất kỳ điều gì mới lạ bảy cũng không thể chấp nhận. Nếu cho tôi lên làm chủ quản, tôi nhất định sẽ không như bà ta đâu. Rõ ràng lúc trước tôi đâu phải người như vậy. Sao tôi lại trở thành người như vậy chứ? Tại sao? Bé bà. Mới trễ có 7 phút thôi mà. Không sao, đừng có tức giận. Quan trọng là đừng biến mình thành nốt ruồi lớn. Tôi xin lỗi nha. Chị Mary, tôi nhớ điều 2 của điều lệ tuân thủ nhân viên. Nhân viên phải đi làm đúng ngồi giờ. Ngồi xuống nghỉ chút đi. Ăn sáng chưa hả? Vẫn chưa. Theo như điều 4 của điều lệ tuân thủ nhân viên, thời gian làm việc không được phép ăn. Luật lệ là chết, con người là sống mà. Hôm nay trễ thì có làm sao, quan trọng là ngày mai đừng có trễ. Ăn sáng nhất định phải ăn. Bữa sáng toàn phần được không? Chị Mary, tôi cũng từng làm qua nhân viên, tôi hiểu rõ các cô lắm.
Quan trọng nhất là trước 10 giờ công ty mở cửa, các cô chuẩn bị hết toàn bộ công việc là được rồi. Nửa tiếng đồng hồ này, các cô muốn làm gì thì làm, ăn sáng trước đi ha, từ từ ăn. Cảm ơn chị. Sao đột nhiên bà cô già này đổi tính vậy? Sao không thấy Mary vậy? Con định tới đây thăm cô ta nữa. Chắc cậu có chuyện đi đâu rồi. Sao mấy cô đó quá đáng vậy? Đang giờ làm việc mà ngang nhiên ăn quà giặt. Cô xem, hàng quá để lung tung hết kìa. Đợi một lát chị Mary quay về thì họ sẽ chết chắc. Mary. Ê, hai cô đến rồi hả? Cô nhìn họ kìa. Ăn thì ăn, nhưng mà ăn cẩn thận một chút chứ. Hai người luân phiên mà ăn, lỡ khách hàng có tới đây cũng còn một người có thể tiếp khách. Dạ biết rồi chị Mary. Ăn xong rồi, còn để dành một miếng cho cô nè. Nè, cô ăn đi. Vậy sao? Xem như cô biết điều. Mary à, khoan ăn đã, đi, qua đây. Làm gì vậy? Làm gì điên chung với tụi cấp dưới vậy? Mùi đi ra nặng vậy, lỡ như bị khách ngửi thế thì làm sao? Đâu có cần sợ, vào giờ này đâu có mấy khách. Đợi một lát ăn xong dùng bình xịt không khí phun một cái là điều lệ tuân thủ nhân viên viết rất rõ. Đang về làm việc không thể ăn giặt được. Thôi mà, tư tưởng thoáng một chút đi. Làm người phải tiếp nhận tư tưởng mới, đừng có bị điều lệ tuân thủ nhân viên xiềng xích. Tôi biết rồi, tôi không muốn biến thành nút ruồi lớn, cho nên cứ để bọn cấp dưới làm loạn sao? Cô quên chúng ta từng nói gì hả? Sau này làm chủ quản cũng không nên giống nút ruồi lớn đối đãi cấp dưới tệ như vậy. Tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa năm xưa mà thôi, tìm lại trái tim, làm lại hùng nhược thủy của năm xưa. Chứ rồi, tại sao cô ta lại tới đây? Cô chú, chào cô. Cô là... Tôi là thư ký của cô Long, Mandy, giới thiệu với cô. Chào cô. Người này là nhà thiết kế thời trang cô Chu. Đại tiểu thư muốn hợp tác với cô ấy để giúp thiết kế trang phục nữ năm sau cho bộ thời trang nữ. Cô Chu chào cô. Tôi là chủ quản bộ phận thời trang nữ Mary Hùng. Sao trước đó tôi không nhận được thông báo là cô tới vậy ta? Tôi muốn yêu lúc ít người mới đến xem sao. Không quan nghênh hả? Đương nhiên là không phải. Chỉ là tôi sợ chúng tôi chưa chuẩn bị kỹ làm trễ nải cô thôi. Con người tôi rất đơn giản, duy chỉ có một nguyên tắc chính là tôn trọng trang phục. Cái đầm này là chất liệu gì đây? 100% cô tông, không có sợi dây tổng hợp, không có kích ứng da khiến dị ứng. Bao lâu thì đổi hàng trưng bày? Một tuần một lần. Hàng nhập khẩu à? Mỗi tháng đều không như nhau, tháng này thì 2 tuần một lần. Trời, tụi mình làm cả năm trời không biết cô ta làm mới có 1 tuần đã biết rõ rồi. Thì đó. Không gian cũng ngăn nắp sạch sẽ, cũng hợp phong cách của tôi lắm. Vốn dĩ lần trước bàn bạc với cô Long, tôi cũng do dự không muốn hợp tác với bên cô rồi. Nhưng mà xem ra lần này cơ hội hợp tác rất lớn. Cái áo này... À, cái bên đó đang treo, tôi lấy cho cô xem. Cái gì? Bộ mấy cô tưởng rằng khách hàng sẽ không nhìn thấy cái áo bên trong mannequin mặc thì không cần ủi nữa sao? Không phải đâu cô chú. Mấy cô hoàn toàn không tôn trọng thời trang chút nào, tôi sẽ không hợp tác với bên cô đâu. Cô chú. Thảm rồi. Đại tiểu thư rất quan trọng cơ hội hợp tác này. Bây giờ bị cô làm hỏng hết, cô chết chắc rồi. Lý nào lại vậy? Cô chú mới giành được giải lớn quốc tế thời trang. Nếu như Quy Long chúng ta có thể hợp tác với cô ta thì ta có thể nâng cao hình tượng quốc tế. Bây giờ đã bị bọn phế nhân các người làm hỏng hết rồi. Mấy người có biết như vậy sẽ làm công ty tổn thất bao nhiêu không hả? Cô, trả lời. Tôi không biết thưa đại tiểu thư. Tổn thất là không thưa đại tiểu thư. Thôi cho cô nói lại một lần nữa. Thật ra cô Chu giống dĩ không muốn hợp tác với chúng ta cho lắm. Lúc ở trước mặt chúng tôi, cô ta nói nhìn thấy mặt của cô đã do dự là có nên hợp tác với Bách Quá Quy Long hay không. Cô ta nói vậy sao? Đúng vậy đại tiểu thư, tôi cũng nghe được. Cô ta nói vậy là có ý gì đây? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà nghe cổ nói hình như có liên quan đến cách ăn mặc của cô vào ngày hai người gặp mặt đó. Không lý nào. Bữa đó tôi mặc đẹp vậy mà. Cái đầm liền thân đó là cái mới nhất channel mới tung ra mùa này mà. Có phải là cái đầm rất có khí chất Dương Phi nước Anh cũng mặc ra dự yến tiệc hay không? Thì cái đó đó. Sao tôi lại không hợp với nó chứ? Hả? Khó trách. Ngày đó ánh mắt cô ta nhìn tôi rất kỳ lạ. Thì ra là tại gì vậy? Vậy thì thật là quá đáng. Cô ta dựa vào đâu mà đi hoài nghi khẩu vị của đại tiểu thư chứ? Theo như tôi thấy, cô ta sớm không muốn hợp tác với Bách Quá Quy Long, tùy tiện diện cớ vào đó để từ chối mà thôi. Cô đừng tưởng nói mấy câu nịnh bợ thì tôi sẽ không phạt mấy cô nha. Đại tiểu thư phạt tôi thì không sao, tôi chỉ không phục người không biết nhìn như cô Chu mà thôi. Trời ơi, cái cô họ Chu không biết nhìn tốt thôi, tôi cũng không muốn hợp tác với cô ta. Đại tiểu thư, sẵn nhắc cô 1:30 cô có cuộc họp phải dự đó. Vậy thôi, không có chuyện gì nữa, ra ngoài đi. Dạ biết rồi đại tiểu thư.
Chị Mary, cô lợi hại thật á, chết cũng cãi cho sống lại. Xin lỗi chị Mary, chúng tôi xém chút liên lụy tới cô. Rốt cuộc tôi cũng hiểu yêu cầu trước đó của cô là có lý. Sau này tôi sẽ ủi những quần áo mannequin mặc bên trong. Tôi cũng sẽ học thuộc cuốn sổ tay nhân viên dựa vào quy tắc công ty mà làm việc. Kệ đi, quy tắc không nhất định là đúng. Nói chung sau này mấy cô tự lực cánh sinh đi. Nghe nói chủ quản mới nhậm chức bộ thời trang nữ này, ngày mai đi làm rồi, tôi sẽ quay về tầm bảo đồ. Nhanh vậy? Con tưởng có thể theo cô học việc dài dài nữa. Vậy mấy cô đích thực có nhiều thứ phải học lắm. Lúc nãy mới nhìn thấy đại tiểu thư, ba người các cô run đến nỗi nói không nên lời luôn. Thì họ còn là người mới mà. Nghĩ lại lúc trước tôi và cô khi thấy ông Long lớn xuống tầng cửa hàng cũng bị dọa tới không nói nên lời. Cũng may có nốt ruồi lớn ứng phó giùm mà thôi. Cái hộp bánh tây này cũng đắt tiền lắm đó chứ. Tôi nghĩ tôi đã trách lầm nốt ruồi lớn bao năm nay rồi, xem như bồi thường thôi. Thực ra cô ta cũng đâu có xem là ngược đãi, chỉ là phương thức huấn luyện có chút nghiêm khắc. Nếu không có cô ta năm đó, làm gì có thành tựu hôm nay của tôi. Cảm xúc quá đi. Sao rồi, sao nói nốt ruồi lớn điều qua bộ phận dụng cụ bếp, sao không thấy cổ? Ý, cô ta bên đó kìa. Sổ tay nhân viên trang thứ nhất, câu vàng là gì? Nhiều năm như vậy cũng không thay đổi. Ngày mai cố gắng đi tìm việc. Biết rồi, sao không siêng năng một chút đi. Chị Linh, chúng tôi tới để mời cô ăn bánh tây. Đang làm việc ăn bánh cái gì chứ? Nguyên tắc tuân thủ điều thứ tư, đang giờ làm việc không ăn quà vặt. À, chúng tôi mời cô ăn bánh thôi, cô có thể tăng ca rồi mới ăn mà. Vậy cũng đúng, xem như cô nhanh lẹ. Trời ơi, đã nói mấy món hàng này không phải để vậy mà. Tôi nói bao nhiêu lần thì cô mới hiểu đây. Qua bao lâu rồi cô ta vẫn đáng ghét như xưa. Nhớ nhắc nhở tôi 10 năm sau đừng có trở thành như cô ta đó. Ông xã tăng ca rồi hả? Dạ được. Tôi có nghe nhầm không? Cô ta kết hôn lúc nào vậy hả? Có bộ 10 năm sau cô cũng không thể trở thành như cô ta đâu. Cô chủ tôi 10 năm sau vẫn độc thân.